tổng quan BitToken và BitExchange. BitExchange là sàn giao dịch tiền mã hóa, sàn tập trung CEX và phát triển token Bit sử dụng trên hệ sinh thái Web3, đồng thời chuyên cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Ngoài sản phẩm chính là sàn giao dịch với các chức năng như Spot, Future, Copy Trade, BitExchange còn có thêm một sản phẩm nổi bật là BitMeta Web3. Dựa trên lợi thế công nghệ của riêng mình, BitMeta Web3 sẽ cung cấp cho người dùng trải nghiệm DeFi, NFT, GameFi theo trang web của sàn. Bit được thành lập vào tháng 9 năm 2022 tại quần đảo Virgin thuộc Anh và đã nhận giấy phép MSB của Hoa Kỳ. Giấy phép MSB, Money Services Business, là giấy phép tài chính do FinCEN, mạng lưới chống tội phạm tài chính, cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, giám sát và cấp. Đối tượng giám sát chủ yếu là công ty liên quan đến dịch vụ tiền tệ. Về mọi mặt, BitExchange, Bit đã trang bị các dịch vụ để có thể phục vụ hơn 2 triệu người dùng tại hơn 50 quốc gia. Tuy mới thành lập nhưng số lượng người dùng đăng ký đã đạt trên mốc 500,000 user. Bit bên cạnh là token nền tảng của sàn giao dịch dùng để làm phí giao dịch để được giảm phí. Nhận cổ tức từ phí trading của sàn. Nhận BUSD theo giờ trong cơ chế DEX trên smart contract của token trong mỗi trading trên sàn DEX và CEX sử dụng Bit để min NFT. Trao quyền giá trị và tính thanh khoản trong NFT. Staking Bit vào các nốt cộng đồng thông qua cơ chế NFT trên nền tảng Web3. Sử dụng Bit để dự đoán trận đấu tại World Cup 2022. Các mùa giải lớn và nhiều game phi sắp ra mắt để tăng tính thanh khoản Bit token. Cơ chế đốt token thuế giao dịch bán 10%, trong đó 1% token được đốt vĩnh viễn. 3% đưa vào pool thanh khoản của sàn DEX và 6% dùng để chia BUSD cho người sở hữu Bit token. Bit token dùng để min NFT World Cup trên website www.bibmeta.net sẽ được đốt 100% vĩnh viễn. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu chưa có tài khoản sàn Bit hãy đăng ký theo mã giới thiệu trên màn hình hoặc link bên dưới video.